Kính chào quý vị và các bạn. Mời quý vị và các bạn đến với chương trình Thời sự Đồng bằng sông Hồng của Đài Phát thanh Truyền hình Hưng Yên. Và bây giờ là những nội dung chính sẽ có trong chương trình. Hà Nam chỉ số sản xuất công nghiệp năm 2017 tăng 12,9%. Mô hình kinh tế của cựu chiến binh Phạm Trọng Toàn, xã Đại Lai, huyện Gia Bình, tỉnh Bắc Ninh. Nam Định làm thủy lợi nội đồng. Hải Dương bất cập quy định tính lương hưu cho lao động nữ. Hưng Yên bắt giữ một tàu hút cát trái phép. Thưa quý vị và các bạn, năm 2017, sản xuất công nghiệp trên địa bàn tỉnh Hà Nam tiếp tục duy trì tốc độ phát triển, góp phần chủ đạo vào tăng trưởng kinh tế của tỉnh. Ước tính chỉ số sản xuất công nghiệp trên địa bàn tăng 12,9% so với năm 2016, trong đó ngành khai khoáng tăng 4,8%, công nghiệp chế biến chế tạo tăng 13,3%, sản xuất và phân phối điện tăng 14,1%, cung cấp nước và xử lý rác thải, nước thải tăng 1,8%. Một số sản phẩm công nghiệp chủ yếu có mức sản xuất tăng cao so với năm 2016 là thiết bị điện tăng 20%, nước giải khát tăng hơn 19%, xi măng và thức ăn chăn nuôi tăng hơn 15%, xe gắn máy tăng hơn 13%. Năm 2017, sản xuất công nghiệp trên địa bàn huyện Gia Viễn, tỉnh Ninh Bình đạt trên 8.700 tỷ đồng, tăng 21% so với năm 2016. Một số sản phẩm có mức tăng trưởng cao như lắp ráp ô tô, quần áo, may sẵn. Huyện Gia Viễn đã thực hiện có hiệu quả các nhiệm vụ giải pháp như tăng cường thu hút đầu tư, cải cách thủ tục hành chính, tạo điều kiện thuận lợi cho các doanh nghiệp tiến hành đầu tư, sản xuất kinh doanh, phát triển các ngành công nghiệp. Trong năm, toàn huyện đã có 36 dự án được phê duyệt với tổng số vốn là trên 260 tỷ đồng. Đặc biệt, huyện đã thu hút được 6 nhà đầu tư vào cụm công nghiệp Gia Vân, làm tốt công tác giải phóng mặt bằng. Để thực hiện các dự án, đề án phát triển kinh tế được đẩy nhanh tiến độ, nhất là mở rộng 50 hecta nhà máy ô tô thành công thuộc khu công nghiệp Gián Khẩu, 28 hecta cụm công nghiệp Gia Vân. Năm 2018, huyện Gia Viễn phấn đấu giá trị sản xuất công nghiệp xây dựng cơ bản đạt trên 12.200 tỷ đồng. Để đạt được mục tiêu này, huyện đang tích cực thu hút các nguồn lực đầu tư cho phát triển công nghiệp, tiểu thủ công nghiệp, khuyến khích và tạo điều kiện thuận lợi cho các doanh nghiệp đầu tư phát triển sản xuất. Tuy không còn là lực lượng xung kích trong phát triển kinh tế, nhưng những hội viên cựu chiến binh xã Đại Lai, huyện Gia Bình, tỉnh Bắc Ninh đã góp phần không nhỏ cho công cuộc xóa đói giảm nghèo ở địa phương. Nhiều cựu chiến binh đã vượt qua khó khăn, dám nghĩ, dám làm, vươn lên làm giàu từ mô hình kinh tế trang trại với thu nhập hàng trăm triệu đồng mỗi năm. Mô hình kinh tế của hội viên Phạm Trọng Toàn, thôn Trung Thành, xã Đại Lai, huyện Gia Bình là một trong số đó. Với phẩm chất của người lính, tinh thần chịu khó, không cam chịu đói nghèo, nhận thấy tiềm năng đất bãi ven sông là rất lớn, năm 2014, cựu chiến binh Phạm Trọng Toàn đã mạnh dạn nhận đấu thầu của địa phương với diện tích hơn 4 mẫu để trồng cây màu và làm trang trại chăn nuôi. Diện tích cây màu được ông trồng xen canh một năm 3 vụ, gồm cà rốt, dưa lê, rau cải. Đặc biệt là đối với cây cà rốt thì quá trình chăm sóc phòng trừ sâu bệnh lúc cây mới gieo là rất quan trọng. Nhờ đầu tư thâm canh, ứng dụng quy trình kỹ thuật nghiêm ngặt nên mô hình của ông đã mang lại hiệu quả cao cho thu hàng trăm triệu đồng một năm. Mạnh dạn đầu tư chăn nuôi chim bồ câu Pháp với quy mô lớn, anh Đinh Văn Công ở thôn Cốc Phong, xã Chí Tân, huyện Khoái Châu, tỉnh Hưng Yên thu lãi trên 500 triệu đồng mỗi năm. Bắt đầu nuôi chim bồ câu Pháp từ năm 2007, anh Công không ngừng mở rộng hệ thống chuồng trại phát triển chăn nuôi, đồng thời đầu tư máy ấp trứng để chủ động nguồn con giống. Đến nay, gia đình anh nuôi trên 3.000 đôi chim bố mẹ. Anh cho biết chim bồ câu Pháp dễ chăm sóc, sinh trưởng nhanh, thị trường tiêu thụ ổn định. Trung bình mỗi tháng, gia đình anh cung cấp cho các thương lái từ 1.500 đến 1.800 đôi chim với mức giá 140.000 đồng một đôi thương phẩm và 250.000 đồng một đôi chim giống. Trừ các khoản chi phí, anh thu lãi trên 500 triệu đồng mỗi năm. Để tạo điều kiện cho các địa phương phát triển, những cánh đồng mẫu lớn và vùng trồng cây vụ đông tập trung, Ủy ban Nhân dân tỉnh Nam Định yêu cầu các công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên khai thác công trình thủy lợi thuộc tỉnh hỗ trợ 50% kinh phí cải tạo, kiên cố hóa, tính theo mét dài, kênh cấp 3, phục vụ xây dựng cánh đồng mẫu lớn, vùng cây vụ đông, trên đất hai lúa khi có kinh phí đối ứng của địa phương. Theo kế hoạch trong chiến dịch làm thủy lợi nội đồng năm nay, toàn tỉnh sẽ phấn đấu đào đắp nạo vét trên 2 triệu mét khối bùn đất của các tuyến kênh mương, kết hợp đắp bờ vùng, làm đường giao thông nông thôn, nạo vét các cửa cống, bể hút trạm bơm. Kiên cố hóa 47 km kênh các cấp, mua sắm sửa chữa 320 máy bơm, 55 máy đóng mở các loại,
giải tỏa các vật cản bèo rác đang đó các loại trên kênh mương, khơi thông dòng chảy, tránh ách tắc. Theo tổng hợp của Sở Nông nghiệp Phát triển Nông thôn, tính đến ngày 27 tháng 12, tổng khối lượng đào đắp toàn tỉnh là trên 1.700.000 mét khối, đạt 83,39% so với kế hoạch. Xây hơn 17.400 mét khối gạch đá, đúc gần 6.500 mét khối bê tông, sửa chữa, mua sắm thêm 37 máy bơm các loại. Thưa quý vị và các bạn, vi phạm hành lang công trình thủy lợi là một thực tế đã tồn tại từ nhiều năm nay trên địa bàn huyện Tiền Hải, tỉnh Thái Bình và đến nay vẫn chưa có biện pháp đủ mạnh để xử lý các vi phạm. Khu vực sông Kiến Giang, gần cầu Cát Già, xã Tây Giang, huyện Tiền Hải. Hành lang công trình thủy lợi bị lấn chiếm bởi các công trình xây dựng kiên cố để sản xuất, tập kết vật liệu xây dựng. Mặc dù đã nhiều lần bị nhắc nhở, lập biên bản yêu cầu tháo dỡ trả lại mặt bằng, nhưng các hộ dân vẫn không chấp hành. Ngược lại, khu vực lấn chiếm ngày càng được mở rộng và hình thức lấn chiếm có phần tinh vi hơn. Diện tích mặt sông có chỗ bị thu hẹp quá nửa. Chỗ này thì Sở Nông nghiệp Phát triển Nông thôn thủy lợi Tiền Hải phối hợp chính quyền địa phương xã Tây Giang nhiều lần lập biên bản vi phạm nhưng mà gia đình cố tình chấp hành, không chấp hành và còn cố tình nữa. Trên cái việc này thì còn tái diễn nữa thì đề nghị chính quyền các cấp, Ủy ban nhân dân huyện Tiền Hải, Sở Nông nghiệp Phát triển Nông thôn rồi Chi cục Thủy lợi phối hợp để giải quyết dứt điểm cái tụ điểm này. Trên địa bàn huyện Tiền Hải hiện có đến 233 điểm vi phạm hành lang bảo vệ các công trình thủy lợi, tập trung nhiều trên tuyến sông Thổ Chính – Kiến Giang. Nhiều điểm ngang nhiên xây dựng trái phép các công trình kiên cố, gây bất bình trong nhân dân. Trước đây rất rộng, nhưng bây giờ lấn chiếm qua ra mất nhiều quá, đâm ra ảnh hưởng ác tách rồi tất cả bèo rồi, nhà rồi dòng chảy không có rồi là nó đùn tắc lại, rồi là ô nhiễm, rồi là nó nhiều cái nó bẩn thỉu quá. Mỗi khi mà bị ngập úng này khác thì cũng do dòng chảy mà không chảy được thì tất nhiên là nó phải úng, phải nốt. Hiện nay, Tiền Hải đang bước vào cao điểm của chiến dịch thủy lợi vụ đông xuân, chuẩn bị tưới tiêu cho vụ xuân 2018, cũng như chủ động ứng phó với mưa bão bất thường. Tuy vậy, việc xử lý các điểm vi phạm hành lang công trình thủy lợi vẫn chưa có một biện pháp đủ mạnh để xử lý dứt điểm tình trạng này. Xuất ngũ trở về địa phương, rất nhiều cựu chiến binh đã khắc phục khó khăn để tỏa sáng trên mặt trận kinh tế, trở thành tấm gương cho mọi người cùng học tập noi theo. Sau đây chúng tôi xin giới thiệu tới quý vị và các bạn một tấm gương như thế, cựu chiến binh Nguyễn Quốc Việt ở thôn Đồi Ngô, xã Gia Bình, huyện Gia Viễn, tỉnh Ninh Bình. Nhập ngũ tháng 5 năm 1971, đảm nhận nhiệm vụ lái xe vận tải Trường Sơn. Năm 1986, ông trở về địa phương phát triển chăn nuôi tại gia đình, nhưng thu nhập không đáng kể. Năm 2000, ông đã mạnh dạn nhận 3 hectare đất đồi trọc đã bị bỏ hoang lâu năm, với mong muốn biến nơi đây thành khu đất trồng cây ăn quả cho giá trị kinh tế cao. Buổi đầu xây dựng mô hình với muôn vàn khó khăn từ việc cải tạo đất, kinh nghiệm sản xuất đến tiền đầu tư giống cây trồng, nhưng ông không bao giờ nản chí. Cái phương châm là lấy ngắn nuôi dài, thì phải tìm mọi cách để gây dòng những cây ngắn ngày để đáp ứng kịp thời. Thứ nhất là về cuộc sống cho con cái học hành, thứ hai nữa là để coi như lấy cái vốn đấy để mình coi như tiếp tục mình phát triển nó lên. Thì là lúc đầu là coi như dòng các cái cây ngắn ngày như là cây mía đỏ, cây ngô, khoai sắn, trong đầu năm dòng thì cuối năm là mình thu rồi mình bán thì cũng đáp ứng được. Khi đã tích lũy được nguồn vốn nhất định, từ năm 2002 đến nay, ông tập trung chuyển đổi sang trồng các loại cây ăn quả có giá trị kinh tế như thanh long ruột đỏ, vải thiều, mít thái, các loại bưởi da xanh, bưởi đỏ, bưởi diễn. Nhờ tích cực sản xuất, mỗi năm gia đình ông thu lãi gần 300 triệu đồng và tạo việc làm cho 5 lao động thường xuyên và hàng chục lao động thời vụ. Bản thân ông Việt, khi mô hình trang trại đã ổn định, ông tiếp tục chia sẻ những kiến thức kinh nghiệm trong trồng trọt chăn nuôi cho nhiều người học tập làm theo, góp phần tạo nên phong trào giúp nhau phát triển kinh tế tại địa phương. Theo Luật Bảo hiểm xã hội năm 2014 chính thức áp dụng từ ngày 1 tháng 1 năm 2018, thì nhiều lao động nữ nghỉ hưu từ năm 2018 hưởng lương hưu thấp hơn hẳn so với những người cùng thời gian đóng bảo hiểm xã hội nghỉ hưu năm 2017. Chênh lệch cao nhất ở mức 10% tùy thuộc vào thời gian tham gia bảo hiểm xã hội của từng người.
Đã có nhiều ý kiến kiến nghị nhưng quy định tại khoản 2, điều 56 Luật Bảo hiểm xã hội năm 2014 vẫn được thực thi. Phản ánh của phóng viên thời sự, Đài Phát thanh Truyền hình Hải Dương. Theo dự báo của Bảo hiểm xã hội Việt Nam, năm 2018 sẽ có khoảng 50.000 lao động nữ nghỉ hưu, trong đó có trên 21.000 người có thời gian đóng bảo hiểm xã hội dưới 30 năm, dẫn tới tỷ lệ hưởng lương hưu thấp hơn hẳn. Đây là vấn đề khá thiệt thòi. Điều không công bằng hơn khi triển khai luật có sự áp dụng khác nhau giữa nam giới và nữ giới, bởi thời gian tăng năm đóng bảo hiểm xã hội của nam được thực hiện theo lộ trình từng năm, kéo dài đến năm 2020, nhưng đối với lao động nữ lại áp dụng ngay từ năm 2018. Bảo hiểm xã hội là một trong những chính sách an sinh xã hội trụ cột với mục tiêu đóng hiện tại để hưởng tương lai. Thế nhưng, với việc áp dụng quy định tăng thời gian đóng nhưng lại giảm tỷ lệ hưởng của người lao động, nhất là lao động nữ, đang gây nhiều bức xúc trong dư luận xã hội. Và đây cũng được xem là một trong những nguyên nhân gây tình trạng lao động ồ ạt nhận bảo hiểm xã hội một lần. Điều này sẽ ảnh hưởng không nhỏ tới mục tiêu mở rộng diện bao phủ bảo hiểm xã hội lên 50% vào năm 2020. Trong năm 2017, Trung tâm Dịch vụ Việc làm tỉnh Hà Nam đã phát huy và duy trì tốt sàn giao dịch việc làm với tổng số tổ chức 23 phiên giao dịch, đã thu hút trên 6.000 người lao động tham gia. Trong đó, có trên 3.500 lượt người được tư vấn giới thiệu việc làm đến các đơn vị doanh nghiệp. Trung tâm cũng đã tiếp nhận tư vấn chính sách bảo hiểm thất nghiệp và quyết định chi trả trợ cấp bảo hiểm thất nghiệp cho trên 3.600 người lao động với tổng số tiền chi trả gần 36 tỷ đồng. Cùng với đó, duy trì và vận hành có hiệu quả hai trang website vlhanam.vietnam.gov.vn và vietlamhanam.vn, tổ chức đăng tin tuyển dụng của 637 đơn vị doanh nghiệp và đã có trên 472.000 lượt người truy cập để tìm kiếm thông tin việc làm. Qua đó vừa định hướng cho người lao động tìm kiếm được công việc phù hợp, vừa đáp ứng nhu cầu nguồn nhân lực cho các doanh nghiệp. Thời gian tới, Trung tâm Dịch vụ Việc làm tỉnh Hà Nam sẽ phối hợp chặt chẽ với các doanh nghiệp trong và ngoài tỉnh, làm tốt công tác khảo sát nguồn lao động và cung cấp thông tin về lao động việc làm cầu nối giúp người lao động tìm được việc làm phù hợp, góp phần tích cực vào mục tiêu giải quyết việc làm cho người lao động giai đoạn 2016-2020. Năm 2017 được coi là năm ngành giáo dục và đào tạo Bắc Ninh gặt hái được nhiều thành công trên các lĩnh vực. Trong đó, ngoài việc duy trì một số chỉ tiêu dẫn đầu của cả nước, tiếp tục mở rộng thực hiện chương trình sữa học đường tới bậc tiểu học, thì năm 2017 cũng là năm đánh dấu bước chuyển của ngành giáo dục và đào tạo, là năm ngành giáo dục có nhiều đề án, kế hoạch được phê duyệt nhất từ trước tới nay. Qua đó, tạo đòn bẩy tác động đến việc thực hiện lộ trình đổi mới căn bản, toàn diện giáo dục đào tạo. Năm 2017 cũng tiếp tục đánh dấu bước phát triển của ngành giáo dục đào tạo với nhiều giải pháp quyết liệt triển khai thực hiện đổi mới phương pháp giáo dục theo hướng phát huy tính tích cực, chủ động, sáng tạo của người học, chú trọng nâng cao chất lượng giáo dục toàn diện, giáo dục đại trà và mũi nhọn. Giáo dục đào tạo Bắc Ninh tiếp tục khẳng định vị thế là tỉnh đi đầu cả nước về tỷ lệ trường chuẩn quốc gia, tỷ lệ kiên cố hóa trường học, tỷ lệ cán bộ giáo viên đạt chuẩn và trên chuẩn của tỉnh hiện cao nhất cả nước, trong đó trên chuẩn đạt 85,3%. Năm 2017 cũng là năm Bắc Ninh được Bộ Giáo dục Đào tạo công nhận là tỉnh đầu tiên trong cả nước hoàn thành phổ cập giáo dục, xóa mù chữ ở mức độ cao nhất theo nghị định của Chính phủ. Cùng với đó, để hướng tới mục tiêu xây dựng thành phố thông minh, Bắc Ninh cũng hết sức coi trọng, chỉ đạo việc dạy học ngoại ngữ, tăng cường cơ sở vật chất trường học. Cùng với kết quả ngành giáo dục đào tạo đạt được trong năm 2017, việc tỉnh Bắc Ninh đồng thuận thông qua các đề án kế hoạch phát triển giáo dục sẽ là tiền đề, dấu mốc quan trọng, tạo cơ sở để giáo dục Bắc Ninh tiếp tục đổi mới, tạo lộ trình thực hiện có hiệu quả Nghị quyết 29 của Trung ương về đổi mới căn bản toàn diện giáo dục đào tạo, đáp ứng yêu cầu hội nhập. Những năm qua, cuộc thi sáng tạo khoa học kỹ thuật dành cho học sinh trung học đã trở thành sân chơi trí tuệ bổ ích, giúp cho các em có nhiều sáng tạo nhằm giáo dục nhân cách và tạo ra những sản phẩm ứng dụng vào dạy và học trong các nhà trường. Năm nay, Phòng Giáo dục và Đào tạo các huyện, thị xã, thành phố, các trường trung phổ thông đã dành thời gian nghiên cứu và đầu tư để phục vụ cho ý tưởng và quá trình tự nghiên cứu của học sinh. Huyện Ninh Giang nhiều năm qua đều có dự án đạt giải cao trong các kỳ thi. Hầu hết các dự án của Ninh Giang đều có giá trị thực tiễn và ứng dụng vào đời sống thực tế. Dự án thiết bị đóng mở nguồn điện tự động và điều khiển
của hai học sinh Kim Mỹ Hạnh và Hà Mai Hương, trường trung cơ sở Ninh Thành là dự án có tính ứng dụng cao vào thực tiễn. Bước vào năm thứ 6, cuộc thi sáng tạo khoa học kỹ thuật do ngành giáo dục tổ chức đã thu hút đông đảo học sinh trong các trường trung phổ thông, các phòng giáo dục và các trường trung cơ sở trên địa bàn tỉnh tham gia. Năm nay, 88 dự án thi cấp tỉnh thuộc 3 lĩnh vực cơ điện, hóa môi trường, khoa học xã hội và hành vi của các tập thể cá nhân được đầu tư công phu, nhiều dự án có giá trị khoa học và tính thực tiễn khi áp dụng vào cuộc sống. Cuộc thi đã góp phần tăng cường hoạt động trải nghiệm sáng tạo, góp phần thay đổi trong nhận thức và hành động trong cán bộ, quản lý, giáo viên đến học sinh, góp phần đổi mới hoạt động dạy học và giáo dục toàn diện trong các nhà trường. Cùng với nỗ lực cải thiện môi trường tại các cụm điểm công nghiệp và làng nghề truyền thống, huyện Nam Trực, tỉnh Nam Định xác định bảo vệ môi trường đối với các trục đường quốc lộ, tỉnh lộ, huyện lộ còn có ý nghĩa quan trọng trong việc cải tạo cảnh quan sáng, xanh, sạch đẹp, phấn đấu hoàn thành mục tiêu xây dựng huyện nông thôn mới vào năm 2019. Thời gian gần đây, tại một số trục đường trên địa bàn huyện Nam Trực xuất hiện tình trạng rác thải gây ô nhiễm môi trường và ảnh hưởng đến mỹ quan nông thôn trong xây dựng nông thôn mới. Việc tổ chức thu gom xử lý dứt điểm tình trạng ô nhiễm môi trường trên trục đường vàng, tỉnh lộ 490C và quốc lộ 21 nhằm khắc phục tình trạng xả thải ra hành lang đường giao thông, đảm bảo đường thông hè thoáng, cảnh quan xanh sạch đẹp, qua đó nâng cao nhận thức về bảo vệ môi trường của cộng đồng dân cư, các tổ chức, cơ quan, đoàn thể có trụ sở nằm dọc theo các tuyến đường trên, gắn trách nhiệm bảo vệ cảnh quan môi trường đối với người đứng đầu các địa phương, đơn vị, nơi có tuyến đường đi qua. Trước mắt, huyện Nam Trực yêu cầu các xã thị trấn thực hiện tốt việc thu gom rác thải trên đoạn đường đi qua địa phương, thường xuyên kiểm tra, phát hiện và xử lý kịp thời các hành vi xả rác thải ra hai bên đường theo quy định của pháp luật, lựa chọn thiết kế các điểm tập kết thu gom rác thải cho các hộ gia đình dọc theo các tuyến đường, khắc phục tình trạng tập kết rác thải bừa bãi như hiện nay. Vừa qua, đội 4 phòng cảnh sát môi trường công an tỉnh Hưng Yên đã bắt quả tang một tàu đang hút cát trái phép trên sông Hồng thuộc địa phận tỉnh Hưng Yên. Vị trí bắt tàu hút cát trái phép thuộc địa bàn xã Bình Minh, huyện Khoái Châu, tàu mang biển số HN0218 do Đào Văn Hùng sinh năm 1982 ở thành phố Hải Dương điều khiển. Trên tàu có 5 người thường trú ở nhiều tỉnh khác nhau đang thực hiện hành vi hút cát trộm. Xác định ban đầu đây chỉ là các lao động làm thuê, điều quan trọng là cơ quan chức năng phải điều tra xử lý nghiêm người thuê các lao động này thực hiện hành vi hút cát trộm. Đây là tàu có tải trọng lớn, nếu hút đầy các khoang chứa đạt khối lượng khoảng 300 mét khối. Lái tàu không xuất trình được giấy tờ liên quan, vi phạm quy định cấm khai thác hút cát vào ban đêm. Hiện vụ việc đang được cơ quan chức năng điều tra làm rõ. Theo quy định của chính phủ, thì hành vi sử dụng công cụ kích điện để khai thác thủy sản có thể bị phạt đến 2 triệu đồng. Ngoài ra còn bị tịch thu công cụ kích điện. Tuy nhiên, việc xử lý vi phạm này chưa nghiêm, thậm chí có nơi còn lơ là, nên tình trạng sử dụng kích điện tự chế vẫn diễn ra. Phản ánh của phóng viên Đài Phát thanh Truyền hình Thái Bình. Đây là những gì mà chúng tôi ghi lại được trên một con sông qua địa bàn thôn Hiến Nạp, xã Minh Khai, huyện Hưng Hà. Chỉ cần một chiếc thuyền tốt nhỏ, một bộ kích điện tự chế và một vài dụng cụ thô sơ là những người đàn ông này có thể hành nghề một cách dễ dàng mà không ý thức được rằng hành vi của mình mang tính hủy diệt, làm cạn kiệt nguồn lợi thủy sản. Vì khi sử dụng xung điện, các loài cá tôm thủy sinh trong phạm vi 2 mét đều bị tiêu diệt, trong đó có toàn bộ cá con, trứng cá hay sinh vật phù du. Chính phủ đã ban hành quy định về xử phạt hành chính trong hoạt động thủy sản. Theo đó, phạt tiền từ 1 triệu đến 2 triệu đồng đối với hành vi sử dụng công cụ kích điện và từ 10 triệu đồng đến 15 triệu đồng đối với hành vi sử dụng điện lưới để khai thác thủy sản. Ngoài ra, luật hình sự cũng đã quy định rõ ràng về tội hủy hoại nguồn lợi thủy sản. Hành vi sử dụng điện để đánh bắt thủy sản mà gây hậu quả nghiêm trọng thì có thể bị phạt tiền từ 10 triệu cho đến 100 triệu đồng, cải tạo không giam giữ đến 3 năm hoặc phạt tù từ 6 tháng đến 3 năm. Quý vị và các bạn thân mến, những thông tin vừa rồi đã khép lại chương trình thời sự Đồng bằng sông Hồng của Đài Phát thanh Truyền hình Hưng Yên. Cảm ơn quý vị và các bạn đã dành thời gian theo dõi. Xin kính chào và hẹn gặp lại.